Những vướng mắc của các giáo viên về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu khi ngày 18 tháng 7, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành công văn 2066, trong đó quy định giáo viên phải có bằng đại học từ 9 năm trở lên mới được xét thăng hạng. Với quy định này, nhiều giáo viên đã bị trả hồ sơ do không đáp ứng được yêu cầu. Đến ngày 14 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra công văn số 4306, trong đó nêu rõ khi bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở chỉ căn cứ vào tiêu chuẩn trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề, không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng được bổ nhiệm. Công văn cũng đưa ra các ví dụ chi tiết để khẳng định không yêu cầu giáo viên phải có bằng đại học đủ 9 năm mới được xét thăng hạng. Tuy nhiên, theo phản ánh của các giáo viên, đã gần 2 tuần trôi qua, vẫn không hề có bất kỳ một thông báo hay hướng dẫn nào được đưa ra. Chính vì vậy, họ không biết nộp hồ sơ ở đâu, nộp cho ai và bao giờ thì được nộp. Câu trả lời mà họ nhận được chỉ là tiếp tục chờ. Sau khi mà Bộ có công văn 4306 ngày 14 tháng 8 năm 2023, thì chúng tôi tất cả đều vỡ òa, cái cảm xúc rất là vui sướng vì Bộ đã giải đáp vướng mắc và đã hướng dẫn cụ thể, nêu ra ví dụ cụ thể. Và chúng tôi khi đọc và nghiên cứu thì đều hiểu rằng là mình chắc chắn là được làm hồ sơ rồi, và chúng tôi đã đều chuẩn bị sẵn tinh thần để làm hồ sơ. Và bây giờ thì chúng tôi cũng không hiểu tại sao mà Sở vẫn chưa ra một cái công văn nào hướng dẫn cụ thể để cho chúng tôi làm hồ sơ bổ sung cả. Các phòng mà ban và nhà trường chưa triển khai cái công văn 4306 nên là mình cũng chưa chuyển được hồ sơ nên nộp, cũng không biết là vướng mắc ở đâu. Chúng tôi cũng đã gọi điện đứng dây nóng, tuy nhiên thì cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Họ cũng chỉ nói rằng là chờ đợi thế thôi ạ, chứ cũng không có trả lời thêm gì đó. Thời gian đã sắp hết, trong khi ngày khai giảng năm học mới đã gần kề với bao công việc cần chuẩn bị, càng khiến các thầy cô thêm hoang mang, lo lắng. Tháng 8 thì cũng đã gần hết và chúng tôi đang rất là tất bật chuẩn bị để bước vào một năm học mới. Nhưng với năm học này mà bước vào với một cái tâm thế thấp thỏm, lo lắng, không biết là mình có được làm hồ sơ thăng hạng không, không biết là khi mình làm thì nó sẽ bị chậm bao nhiêu, và nếu như bị chậm lại thì sang năm rồi bao nhiêu lâu nữa thì mình mới lại có một cái đợt thăng hạng mới. Mình mong muốn rằng các sở nội vụ và phòng nội vụ thực hiện theo đúng tinh thần của công văn 4306, và hơn tất cả mọi lời động viên, hơn tất cả mọi lời chúc trước thềm khai giảng để chúng mình được thăng hạng từ hạng 3 mới sang hạng 2. Năm 2020 là lần gần nhất ngành giáo dục cả nước tiến hành xét thăng hạng cho các giáo viên. Và cũng trong từng ấy năm, cả nước có khoảng 40.000 giáo viên rời khỏi ngành vì nhiều lý do khác nhau. Có thể việc được xét thăng hạng sẽ không làm giảm làn sóng nghỉ việc này, nhưng chắc chắn đó sẽ là nguồn động viên, khích lệ rất lớn đối với các thầy cô giáo, không chỉ để cải thiện mức lương vốn còm cõi, mà trên hết đó chính là sự ghi nhận những nỗ lực và cống hiến của các thầy cô trong sự nghiệp chồng người.